Phần cuối chương trình Hòa nhiệt phát triển là những thông tin liên quan đến chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số ca nhiễm tăng cao, công tác lấy mẫu xét nghiệm gặp khó khăn do thiếu nhân lực. Bộ Y tế, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời cử 79 tình nguyện viên đến hỗ trợ Bà Rịa Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, gây tổn hại và ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh quan tâm cho phép đội ngũ 79 tình nguyện viên đang hỗ trợ bà Rịa Vũng Tàu lấy mẫu tiếp tục ở lại, hỗ trợ tỉnh cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sắp xếp ăn nghỉ đi lại chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ 79 tình nguyện viên y tế của Bộ Y tế, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.